Cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay bên cửa hàng bên con mới vừa tách được một số cái hướng. Đây là hướng kiều trắng đột biến nha cô chú. Mặt hoa của nó thì khỏi phải chê, là hoa rất là đẹp. Đây là kiều trắng đột biến, kiều trắng tinh luôn nha cô chú, hoa rất là đẹp. Và cái dòng kiều trắng ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán ra chỉ tầm khoảng 4-5 triệu một hướng thôi. Tại vì bên cửa hàng bên con vẫn còn một số hướng nhưng mà con bán giá cho các cô chú mình về sưu tầm luôn. Đây là kiều trắng đột biến nha cô chú, mặt hoa rất là đẹp. Đó. Chuẩn hoa như hình. Tại vì cái dòng kiều trắng này nổi từ vườn còn rất là nhiều lần rồi. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4 Tiên Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây là kiều trắng đột biến nha cô chú, mặt hoa rất là đẹp. Và đây sẽ cho cô chú mình xem cái hình cây và cái mặt hoa của kiều trắng đột biến ngày hôm nay bên hàng mình còn đang bán. Và đây là hướng kiều trắng đột biến mã số 1 nha cô chú. Và cô chú mình nhìn được con này, rễ đang xuống rễ rất là nhiều, cây cực kỳ khỏe luôn. Và cái dòng kiều trắng này thì cô chú mình về mình trồng ở trong mát thôi cô chú, đừng trồng ngoài nắng nhiều quá. Tại vì cái dòng kiều trắng này mình trồng mấy cái dòng kiều tất cả luôn á, thì mình trồng ngoài nắng nhiều quá thì cây nó sẽ bị cháy lá nha cô chú. Mình cứ trồng ở trong mát thôi, nắng thì nắng vừa, đừng nắng nhiều quá. Và thân lên là mầm rất là khỏe và mầm đã bắt đầu đen xuống rễ nha cô chú mình về cho việc là mình sơ phơi sinh phân kích rễ á, và mình sẽ chia thế nào mát mát sẽ bắt đầu ra rễ rất là nhiều. Và hàng này là hàng thuần chậu rồi, còn mới gì tách ra luôn á. Mã số là mã số 1, giá tiền của nó là 650.000 nha cô chú. Mã số 1, đây là kiều trắng đột biến. Và cái clip hôm trước đã bán hết rồi, hôm nay thì con quay lại một cái clip mới, con mới tách ra. Và kích thước hiện tại của khóm này đó là 17 cm. Mã số là mã số 1, giá tiền của nó là 650.000 nha cô chú. Tổng cộng là 6 thân, rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Kiều trắng đột biến, mã số là mã số 1, giá tiền là 650.000 cho mã số 1. Mình đừng treo ở cao quá nha cô chú, mình cứ treo ở nơi nào mà nó có độ ẩm nè, rồi có cái nói chung là cây mình phải chơi chống mát á, nó mới dễ ra rễ và nó chăm sóc rất là tốt. Mã số là mã số 1, giá 650.000. Mình mà chơi cho nắng nhiều cây nó sẽ bắt đầu nó bị cháy lá nha cô chú. Đây là kiều trắng đột biến, mã số là mã số 1, giá tiền của nó là 650.000. Và đây là hướng kiều trắng tiếp theo nha cô chú. Cô chú mình nhìn mình coi là thân của nó rất là đẹp và đang chuẩn bị có một số mầm nên lên rất là khỏe luôn. Nói chung cái này mình về chứ vì là mình kích rễ thôi, tại vì con đã cắt rễ nó hết rồi, con tỉa rất là gọn, các cô chú mình về mình trồng lại rồi. Đây là kiều trắng đột biến nha cô chú. Mình về cho cô chú mình cứ làm theo cách theo con là cây sẽ bắt đầu ra rễ rất là nhiều. Mình không có lo nó bị hết trơn á, từ việc hàng thuần rồi. Mã số là mã số 2, giá 450.000. Mình về là mình xịt cho nó một cửa thuốc nấm trước, rồi mình treo cho nào mà cho nó mát, đừng có nắng quá cô chú. Thì tầm khoảng 2 bơm hôm sau á thì mình sẽ bắt đầu mình xịt kích rễ cho nó. Mình xịt kích rễ xong đó thì con xịt là B1 và Hùng Nguyễn thì con pha là con xịt. Nói chung là kích rễ rất là ok. Mã số của kiều trắng đột biến này nó là mã số 2, giá là 450.000 nha cô chú. Đây là hướng đầu rất là đẹp, kích thước là 16 cm. Mã số 2, 450.000, rất là đẹp luôn nha cô chú, thân cực kỳ đẹp. Kiều trắng đột biến, sưu tầm, mã số là mã số 2, 450.000. Và hết cái lô thì bên cửa hàng bên con sẽ hết hàng nha cô chú, không còn hàng nhiều nữa. Mã số là mã số 2, 450.000, đây là kiều trắng đột biến, không còn hàng nhiều nữa. Tiếp tục đây là hướng kiều trắng đột biến và mã số của nó đó là mã số 3 nha cô chú. Và đang lên hai mầm rất là khỏe nè, một mầm nè, và đây một mầm nữa. Và tổng cộng cái giò này mình về thì mình chăm tầm khoảng nửa tháng thôi thì nó lên ít nhất là 4 mầm nha cô chú. Và rễ nó bắt đầu đang xuống rễ rất là khỏe rồi, lên ít nhất là 4 mầm á, đang bắt đầu chuẩn bị là xuống rễ. Và cái hướng này mã số của nó đó là mã số 3, và giá tiền ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình sưu tầm với giá tiền là 450.000. Mã số là mã số 3 nha cô chú, 450.000 cho mã 3, kích thước là 30 cm, kiều trắng đột biến, mã số là mã số 3, 450.000, giá rất là mềm. Nói chung là cái này đảo đầu xuống rễ rất là lực nha cô chú, rất là dễ trồng. Tiếp tục đây là hướng mã số 4 của chú mình nhìn giùm con nè, đã xuống rễ rất là khỏe của chú, mắt nó rất là sáng nè, mắt cực kỳ sáng luôn và đã bắt đầu xuống rễ cực kỳ khỏe. Đây là cái dòng kiều, kiều này là kiều trắng đột biến nha cô chú, hàng thuần chậu rồi nên mình về rất là dễ trồng. Và giá tiền hiện tại ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 450.000, kích thước là gần 20 cm nha cô chú. Và mã số là mã số 4, kiều trắng đột biến, mã số là mã số 4, giá tiền là 450.000, kích thước là 20 cm, và rễ cũng đã bắt đầu đang xuống rễ cực kỳ khỏe luôn cô chú. Và mắt thì đang có rất là nhiều mắt đang sưng lên rồi. Nói chung là rất là màu rất là nhanh nha cô chú, đang xuống rễ và mã số là mã số 4, giá tiền của nó là 450.000. Đây là kiều trắng đột biến. Tiếp tục đây là hướng kiều trắng, đây là hướng đầu nha cô chú. Mã số là mã số 5, và kích thước thân dài nhất của nó là khoảng 25 và thân ngắn thì tầm khoảng cỡ gần 20 nha cô chú. Đó, và đây thì cô chú mình nhìn con nè, rễ đã bắt đầu đang xuống rễ và từ đó thì mắt thức của nó cô chú, cái mầm của nó đó, đang nó bị là bật con gốc lên. Nói chung là rất là lực rồi, hàng này là hàng thuần, cái mầm gốc của nó con mới thì tách cái vỏ ngoài thế chưa,
đang xuống rễ nha cô chú, đang xuống rễ nhà mầm gốc đang chuẩn bị là sẽ bật mầm lên rồi. Nói chung là hàng này là hàng thuần chậu, giá với giá là rất là mềm luôn cho các cô chú sưu tầm. Mã số của nó đó là mã số 5. Giá tiền của nó ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 350 nha cô chú. Mã số là mã số 5, giá 350.000 cho mã số 5. Giá cực kỳ rẻ luôn. Tiếp tục đây là cái hướng đầu, mã số là mã số 6, số 6 nha cô chú. Giá tiền của nó là 350.000 và rễ bắt đầu đang xuống rễ rất là nhiều nè. Đó, đang xuống rễ và phà luôn cô chú. Đây là cái hướng đầu rất là đẹp và cái bản lá của nó rất là dày, rất là to nha cô chú. Ở đây thì vẫn còn một số mắt đang chuẩn bị là sẽ bật mầm luôn nè cô chú. Đó, nói chung là giờ này rất là lực. Đã chuẩn bị là xuống rễ rất là khỏe rồi. Và giá tiền của hướng này ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền của nó là 350, mã số là mã số 6 và kích thước hiện tại là gần 30 cm nha cô chú. Mã số là mã số 6, giá là 350.000. Đây là kiều trắng đột biến, mã số là mã số 6, giá 350. Rất là đẹp, rất là lực luôn. Tiếp tục mã số tiếp theo, đây là hướng kiều trắng, mã số là mã số 7, giá tiền là 300.000 cho mã 7 nha cô chú. Rễ đâu đầu đang xuống rễ nè, đang xì rễ ra. Mã là mã số 7 nè. Thân ở đây đi ngọn và phà lên nhau cô chú, rất là lực. Và giá tiền hiện tại của nó ngày hôm nay cửa hàng bên còn bán ra với giá tiền là 300. Kích thước là 15 cm nha cô chú. Đây là kiều trắng đột biến. Nói chung là cây là cực kỳ khỏe, là hàng thuần chậu cũng mới tách ra. Mã số là mã số 7, giá tiền của nó là 300.000 cho mã 7. Đây là kiều trắng đột biến, mã số 7 giá 300. Tiếp tục đây là hướng kiều trắng tiếp theo, mã số là mã số 8. Cô chú mình nhìn xem coi nè, rễ bắt đầu đang xuống rễ và đang bung cái mầm nè cô chú. Và ở bên cái cọng ở đây thì nó vẫn có mầm, đây chuẩn bị là sẽ bật lên thôi. Nói chung là lên khoảng ít nhất là 4 mầm. Và đây là kiều trắng đột biến, cái hướng này là hướng mã số 8. Giá tiền của nó ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 300.000 chứ mã số 8. Và kích thước hiện tại của nó là 15 cm nha cô chú, đã xuống rễ rồi. Mình về mình trồng lại thì sẽ rất là màu lớn. Kiều trắng đột biến, mã số của nó đó là mã số 8, giá tiền của nó là 300.000 cho mã số 8. Kiều trắng đột biến mã 8 300. 300.000 cho mã số 9 nha cô chú. Đây là cái hướng đầu và đã bắt đầu đang xuống rễ. Kèm với tên mắt nó đang sưng rất là sáng luôn nè. Đó. Đây là kiều trắng đột biến, thân đã đứng ngọn nha cô chú. Kích thước của nó hiện tại là hơn 20 cm. Và giá tiền của mã số 9 này là 300.000 nha cô chú. Đây là kiều trắng đột biến, mã số 9 đang xuống rễ rất là nhiều và giá tiền là 300. Tiếp tục đây là hướng tiếp theo, đó là mã số 10. Và cái hướng này thì ở đây thì cái thân này nè, thân này thì lát hồi con sẽ cắt ra con bỏ, tại vì nó không có liên quan tới cái giờ chậu này nữa. Nếu mà các cô chú muốn giữ con sẽ để nguyên cái này luôn, còn thân sẽ cắt ra, tại vì lúc trước nó bị hư cái thân nên cắt bỏ nè cô chú. Đây là kiều trắng đột biến, mã số của nó đó là mã số 10 và giá tiền của hướng này là 300.000, đang lên mầm rất là lực. Và kích thước hiện tại của nó là 16 cm nha cô chú. Kiều trắng đột biến, mã số là mã số 10, giá tiền của nó là 300 cho mã số 10. Đây là kiều trắng đột biến, mã số là mã số 10, 300.000, rất là đẹp. Là cái hướng kiều trắng đột biến, hướng này là hướng nhỏ nhất nha cô chú. Đang có một cái thân mẹ và một cái mầm. Và cái thân mẹ này thì vẫn còn hai mắt nè cô chú, về mình chở lên mầm thôi. Đó. Và giá tiền của cái hướng này ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 250.000. Đây là mã số cuối cùng, kiều trắng đột biến, mã số là mã số 11, giá 250. Đây là mã số cuối cùng. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan xin chào cô chú.